Cô thân ái chào mừng ta con đã quay trở lại với khóa học lớp 4 của trang web olm.vn. Bài 20. Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm. Trong video trước thì cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung đầu tiên. Đến với video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung còn lại nhé. Người ta sử dụng nấm men để tạo ra các sản phẩm đa dạng. Ví dụ như bánh mì, bánh bao, lên men rượu trong sản xuất rượu bia. Vậy, cụ thể, nấm men đã được sử dụng như thế nào trong quy trình làm bánh mì? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé! Để tiến hành làm bánh mì, người ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau. 300g bột mì, 5g men nở, hay còn được gọi là nấm men, 20g đường, và 200ml nước ấm. Về dụng cụ thì cần chuẩn bị ca, bát, găng tay, cây cán bột, đũa, cân và đồng hồ. Với nguyên liệu và dụng cụ như vậy thì người ta đã làm như thế nào? Cần thực hiện qua mấy bước? Các con hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Đúng rồi! Bước đầu tiên, cho men nở, đường và nước ấm vào ca, sau đó khuấy đều. Bước thứ hai, cho hỗn hợp vừa rồi vào bát bột mì, rồi nhào kỹ. Việc này giúp men nở thấm đều vào bột. Bước thứ ba, ủ bột trong khoảng từ 30 cho đến 40 phút với khăn ẩm. Theo các con thì tại sao chúng ta cần phải làm việc này? Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy. Việc ủ bột với khăn ẩm trong khoảng từ 30 cho đến 40 phút giúp bột không bị khô, có thời gian để men nở phát huy tác dụng, làm cho bột có độ mềm và xốp. Bước thứ tư, cho bột lên mặt phẳng, tiến hành cán bột cho đến khi bột chuyển sang trạng thái mịn, dai và kéo được mỏng. Sau đó, chia bột thành khối nhỏ và tạo hình phù hợp. Bước cuối cùng, nướng bánh ở nhiệt độ khoảng từ 170 cho đến 200 độ C trong khoảng từ 15 đến 20 phút, cho đến khi bánh chín vàng đều. Sau khi đã tìm hiểu về quy trình làm bánh mì, các con hãy cho biết nấm men có tác dụng gì trong quy trình này? Chính xác! Nấm men có vai trò lên men tinh bột trong bột mì, tạo ra khí carbon dioxide, giúp làm nở bánh mì. Cô mời các con quan sát 3 sản phẩm trên đây. Các con hãy nêu tên của các sản phẩm này, đồng thời trả lời câu hỏi nấm men có vai trò gì trong việc tạo ra các sản phẩm đó? Đúng rồi! Hình ảnh đầu tiên là bia. Hình ảnh thứ hai là bánh mì. Và hình ảnh thứ ba là bánh bao. Nấm men hoạt động chủ yếu là lên men các chất bột đường, giúp tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé! Cô thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.